Sân khấu kịch Hồng Dân từ lâu đã là một địa điểm văn hóa giải trí không thể thiếu của người dân thành phố Hồ Chí Minh, với những tác phẩm chất lượng từ nội dung lẫn hình thức. Là thế, nhưng ngày 30 tháng 9 năm 2019, sân khấu Super Bowl đã bị buộc ngưng hoạt động vì lý do tháo dỡ. Mọi người, từ học viên, diễn viên, hậu đài, âm thanh, ánh sáng, tất cả đều rất thất vọng và buồn bã, vì ai cũng xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Rất nhiều những lời động viên, an ủi, chia sẻ được gửi đến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhưng đó liệu có phải là kết thúc? Có người nói, phải đóng cánh cửa này thì cánh cửa khác mới có thể mở ra. Đó không phải là kết thúc, mà đó là bắt đầu cho một hành trình mới rực rỡ hơn. Và ngày hôm nay, 21 tháng 12 năm 2019, sân khấu kịch Hồng Vân chợ lớn Garden World đã chính thức khai trương, chính thức sáng đèn để tiếp tục sứ mệnh mang nghệ thuật, niềm vui, tiếng cười đến cho khán giả. Và nghệ sĩ Hồng Vân vẫn sẽ tiếp tục là người lái đò tận tụy để dìu dắt các diễn viên trẻ thể hiện đam mê bước vào con đường nghệ thuật. Trong niềm vui hân hoan của ngày khai trương, rất nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ tình cảm đặc biệt của mình dành cho nghệ sĩ Hồng Vân nói riêng và sân khấu Hồng Vân nói chung.
Xin chào mọi người. Mấy ngày nay Tiên đang ở bên Hàn Quốc, cho nên bây giờ tiếng Việt của Tiên bị cố tình quên rồi. Tiên sẽ cố gắng nói tiếng Việt, rồi nhờ Google nói tiếng Hàn Quốc nha. Yêu sân khấu kịch Hồng Vân nhiều lắm, nghe tiếng Hàn này. Ram quê thì xì trung thủ mà. Lộ tiếng Thái rồi. Mình nghe là đại diện của sân khấu Hồng Vân. Mình nghe muốn nói với mọi người là mình nghe rất là yêu thương của Hồng Vân, rất là yêu thương các anh chị nghệ sĩ trong sân khấu kịch Hồng Vân. Và đặc biệt là mình nghe rất là yêu thương sân khấu kịch Hồng Vân. Yeah. Tôi yêu sân khấu, tôi yêu kịch Hồng Vân. Sân khấu kịch Hồng Vân chính là ngôi nhà thứ hai của ốc, và ốc yêu nơi này vô cùng. Chúc mừng sân khấu mới Hồng Vân sẽ luôn hồng phát, thật đông khán giả và nhiều tác phẩm hay. Tôi yêu sân khấu Hồng Vân. 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 Lê Lộc mãi mãi yêu sân khấu kịch Hồng Vân. Tôi yêu sân khấu kịch Hồng Vân. Tôi quá quá yêu sân khấu Hồng Vân. Sân khấu Hồng Vân là một địa điểm văn hóa giải trí. Sân khấu Hồng Vân là nơi rèn luyện và cũng là bể phóng của rất nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật. Còn đối với tôi, sân khấu Hồng Vân là một đại gia đình. Và tất nhiên, tôi rất yêu đại gia đình sân khấu Hồng Vân của tôi.